Tầng dương hạm nguyên tử Long Beach Tàu tầng dương nguyên tử Long Beach là cựu binh công hân của Hải quân Mỹ. Tàu được hạ thủy trong thập niên 1960 đã tham gia tất cả các cuộc chiến từ Việt Nam đến Bảo Táp Sa Mạc, đã bắn rơi hai máy bay, đã thực hiện nhiệm vụ trinh sát kỹ thuật và bảo vệ các hạm tàu khác trước các cuộc tiến công của không quân. Một giải thưởng khác cho tầng dương hạm này vì đó là tàu chiến đầu tiên được trang bị các hệ thống tên lửa tối tân và hệ thống động lực hạt nhân. USS Long Beach CGN9, chiếc tuần dương hạm hạt nhân duy nhất thuộc lớp cũng đồng thời là tuần dương hạm hạt nhân đầu tiên của Mỹ và thế giới. Long Beach là chiếc cuối cùng của hải quân Mỹ, được thiết kế như một tuần dương hạm đúng nghĩa, còn về sau, các tàu tuần dương khác đều được thiết kế lại dựa trên khung thân của tàu khu trục. USS Long Beach được khởi đóng ngày 2 tháng 12 năm 1957, hạ thủy vào ngày 14 tháng 7 năm 1959, vào biên chế ngày 9 tháng 9 năm 1961 và bị loại biên vào ngày 1 tháng 5 năm 1995. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở Long Beach chính là phần thượng tầng có thiết kế hình khối vuông đặc sắc không đồng hàng. Thông số kỹ thuật cơ bản dài 219,84m, rộng 22,33m, mớn nước 9,4m, lượng giãn nước đầy tải là 15.025 tấn. Hệ thống động lực của tàu gồm hai động cơ hạt nhân, C1W Westinghouse, công suất 80.000 SHB, cho tốc độ tối đa 32,5 hải lý một giờ, tầm hoạt động không giới hạn, thủy thủ đoàn là 1.100 người. Hệ thống điện tử của Long Beach khá đồ sộ, gồm radar trinh sát bề mặt AN SBS10, radar tìm kiếm AN SBS12, radar theo dõi mục tiêu AN SBS33, radar trinh sát trên không AN sbs 3 d và AN SBS492D, hai radar kiểm soát hỏa lực AN SBG49 của tên lửa RIM-8 Talos bốn radar kiểm soát hỏa lực adspg 55 của tên lửa Rim 2 Terrier, hệ thống định vị thủy âm ANSQS 23 và hệ thống tác chiến điện tử ANSLQ 32. Vũ khí trang bị của tàu gồm một ray phóng đôi để phóng tên lửa hạm đối không Rim 8 Talos, hai ray phóng đôi của tên lửa Rim 2 Terrier, hai hải pháo 127 mm và sáu bệ phóng rocket chống ngầm ru 5 Srock. Về sau, Long Beach còn được bổ sung thêm 8 tên lửa đối hạm RGM-84 Harpoon.